Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới thợ săn kho báu. Và trong cuộc hành trình này thì chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau khám phá thật là nhiều vùng đất qua các cánh cổng kho báu và tìm kiếm những món đồ xịn sò. Không thể thiếu đó chính là những màn giao lưu võ thuật giữa mình và các con boss trong đó nữa. Giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu luôn thôi. Mình chỉ giới thiệu sơ sơ qua ha. Và cái chỗ mình xuất hiện cũng khá là bình yên này. Xung quanh thì cũng không có quái vật cản trở gì ha. Nên cũng khá là may mắn đó. Giờ thì mình sẽ tập trung lấy một ít gỗ, rồi sau đó làm một cái set dụng cụ khởi đầu ha. Mình sẽ tranh thủ qua đây mình lấy một ít mía trước cái đã. Tại vì mình cần phải kiểu như là chế tạo bàn cường hóa sớm á. Ồ, dưới này còn có một cái hang khá là sâu nè. Một cơ hội lý tưởng để mình có thể kiếm thật là nhiều khoáng sản giai đoạn đầu. Chắc mình sẽ xuống dưới để lấy đá luôn ha. Rồi trước tiên là ba cục đá để mình nâng lên một cây cúp đá. Sau đó là một cây rìu, vừa là dụng cụ để mình lấy gỗ với lại là vũ khí phòng thân cho mình luôn ha. Mình chỉ cần nhiêu đó thôi. Giờ thì đi xuống sâu hơn dưới cái hang nào. À và có sắt kìa. Có sắt hả ta? Mình sẽ tìm cách để chúng ta qua đó lấy sắt ha. À, không phải một đâu, mà là ba lận. Ê, vừa đủ để mình làm một cái cây cúp sắt luôn. Quá hợp lý. Trên này còn có than để mình làm chất đốt nữa nè. Trong lúc chờ đợi nấu sắt thì mình cũng có tìm ra một cái quặng sắt kế bên nè. Và đào được cũng cỡ 13 quặng. 13 quặng thì chắc mình sẽ dành một ít ra mình làm một cái xô nước nữa ha. Tại vì bây giờ mình sẽ đi sâu xuống dưới hang á, nên rất là dễ gặp nhung nham luôn. Thành thử ra có cái xô thì nhiều khi nó lại cứu mạng được mình á. Số sắt đầu tiên thì làm cây cúp nè. Rồi. Ê nhưng mà khoan, mình hết thức ăn rồi. Mình không có thức ăn chứ không phải là hết thức ăn nữa. Hay là bây giờ mình lên trên mình kiếm một ít thức ăn rồi mình thẳng xuống đây lại nha. Ồ hợp lý á. Men theo dòng nước này mình lên trên để đi tìm thức ăn cái nha. Không có cá rồi. Ý? Nhưng mà có con chim hay con gì đây? Ồ, có thịt, có thịt. Ý? Hợp lý này. Ít ra cũng có thức ăn rồi. À, kìa kìa kìa, có cá, có cá. Nhưng mà nguy hiểm quá, mình không biết là mấy cái con này nó có tấn công mình hay không này. Ồ, có vẻ nó không tấn công mình. Được, 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 được. Vậy thì lấy cá an toàn rồi. Đi bắt cá xíu ha. Ui hình như mấy con này nó ăn cá luôn á. Mình mà bắt cá mình chưa kịp lụm đúng không? Nó lợi nó ăn cá của mình ấy. Nguy hiểm nha. Chơi mà còn bị cá ếch cá nữa. Không làm mà muốn có ăn à. Ê, cái gì? Ôi da. Ui hình như nãy mình bơi đụng con sứa hay sao ấy. Chút xíu nữa là trúng độc đi luôn rồi. Nguy hiểm thiệt chứ. Thôi 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 thôi. Trời ơi, ngoài biển còn có cá mập nữa kìa. Hên ghê luôn, hồi nãy mình đi bắt cá ở trong cái hồ. Chứ mình mà ra biển chắc bây giờ là mình thành đồ ăn cho mấy con cá mập đó rồi. Hên thiệt sự. Rồi, giờ thì trở lại cái hang mình đào khoáng sản thôi. Ở dưới chắc nó nung xong số lượng sắt rồi đó. À, cẩn thận nha, còn có 2 trái tim rưỡi thôi. Lạng quạng là đi luôn á. Rồi, giờ thì có sắt rồi. Làm một cái xô nè. Rồi, làm cái khiên. Đúng đúng đúng, có khiên thì một xíu mình chiến đấu nó sẽ an toàn hơn ha. Ủa? Cái gì? Trong đây. Trời đất ơi, cái khiên công thức này. Công thức hơi bị khó luôn. Rồi cái mảnh này là mình phải khám phá những cái cánh cổng kho báu thì mới có này. Oh no, vậy là chiến đấu không có khiên luôn rồi. Chắc mình phải đổi sang dùng một cây kiếm đi. Mình không có phòng thủ được thì mình sẽ lấy tấn công cũng được. Có một cây kiếm sắt để tấn công tốt hơn ha. Và số sắt còn lại thì mình sẽ làm một cái áo giáp mặc vô cho nó phòng ngự tốt hơn. Ui nhưng mà giáp sắt trong đây yếu xìu à. Toan thiệt sự rồi. Mặc cái áo giáp sắt mà lên chỉ có được một cái ô giáp thôi.
Chuyến này mệt mỏi rồi là đủ hiểu sự khắc nghiệt trong thế giới thợ săn kho báu là như thế nào. Thôi chắc bây giờ mình phải tranh thủ mình đi xuống sâu hơn cái hang này quá, để chúng ta tìm kiếm những khoáng sản xịn hơn. Và trong đây mình cần phải tìm một cái loại đá rất là quan trọng cho mình về sau luôn. Đó chính là loại đá kho báu ha. Nó có tên là Valrock. Loại đá này thì thường thường là sẽ ở những cái tầng rất là thấp dưới lòng đất luôn. Nên giờ chắc mình phải đi sâu hơn thì mới có cơ hội gặp được á. Ôi sao mình nghe tiếng lava bụm 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 kế bên mình rồi đó. Ui đừng nói đào đào hồi lọt cái tẩm xuống cái hồ dung nham nha. Là su cà na lắm luôn ấy. Nhưng mà mình đào theo cách này thì chắc không tới nỗi xui như vậy đâu. Ủa? Ủa tao thấy ở đây lại có mấy cái đá địa ngục vậy? Ủa? Ủa bình thường cái đá này chỉ có ở địa ngục mà ta. Cái đá ba sồ này nè. Là... Ui, ui, ui. Con xương. Oh my god. Thì ra nó gần một cái hồ nhung nham có kim cương. Thời tới cản không kịp. Được mấy viên? 3 4. Và được 5 viên kim cương. Mình hên thật sự. Ồ còn có hồ nhung nhé. Ồ đằng kia còn đường đi nữa kìa. Có lấy. Mình sẽ qua đây để coi. Còn kim cương thêm không? Biết đâu bất ngờ. Có vẻ là... À hết kim cương rồi. Nhưng mà nó còn khá là nhiều sắt ở trong hang này. Giờ mình sẽ thử chế tạo full một bộ giáp sắt coi. Nó sẽ lên bao nhiêu ống giáp á. Một cái nón nè. Một cái quần. Và thêm một cái ổn nữa. Rồi chuẩn bị full giáp sắt nha. Coi cho mình... Full một bộ giáp sắt thì chỉ cho mình được 4 giáp thôi. Rất là yếu luôn. Trời ạ. Kiểu này toan rồi, không biết full giáp kim cương được bao nhiêu sắt đây. Bộ đồ sắt mà cứ tưởng là như bộ đồ da không ấy. Ở đây còn đường nè. Hiện tại thì mình đang ở tầng thứ 11. Ôi. Ở đây có kim cương à. Vậy mà nãy giờ không đi qua. Trời đất ơi. Hơi bị muộn nha. Như vậy thì mình sẽ có thêm 3 và 4 viên. Ý, có thêm 4 viên kim cương nữa. Có lý. Cái hang nhỏ nhỏ mà chất lượng quá ta. Được nè. Đằng kia còn có thêm vàng nữa. Nhưng mà để mình lấy một ít redstone trước cái đã. Rồi, qua đó lấy vàng sao ha. Biết đâu bất ngờ. Nhiều khi cuối cái đường này mình lại gặp thêm kim cương ấy. Qua thử nhá. Có không? Hết à. Đi mai nãy giờ thì mình nghĩ bây giờ chúng ta nên chuyển sang chuyên mục là tìm nơi định cư đi. Chứ ở dưới hang mãi cũng không phải là một cái ý tốt đâu. Và cái chỗ của mình thì nó gần một cái vùng hoang mạc rồi. Kiểu này thì địa hình sẽ rất là khô cằn đây. Và có cục waystone này. Nhưng mà mình không có dùng được. Nên thôi mình bỏ túi trước đi ha. Và nhiều khi ở hoang mạc lại dễ gặp làng hơn á nha. Mình sẽ thử đi một vòng ở cái khu vực hoang mạc này đi. Biết đâu bất ngờ, nhiều khi chúng ta lại gặp được một ngôi làng ở ngoài này thì sao? À, mà sẵn tiện mình sẽ review luôn là ở trong đây mình còn học được những cái điểm kỹ năng nha. Hiện tại thì mình chưa có học được kỹ năng nào hết. Và mình được tặng 5 điểm kỹ năng miễn phí kìa. Mình sẽ tranh thủ mình học một vài điểm kỹ năng nha. Để coi cái kỹ năng này là gì. Kỹ năng loại bỏ tất cả hiệu ứng kiểu như là bất lợi trên người mình hả? Ồ cái này hay nè. Ví dụ mình trúng độc mình có thể giải độc được luôn. Được đó. Ở đây có kỹ năng Mega Jump. Giúp mình nhảy cao hơn hả? Ui nhãn phát 10 ô hả? Ui ghê hả? Thôi, nhảy gì cao quá rồi. Không được. Học mà lớn ngớ mình nhảy phát mình đi luôn á. Kỹ năng này là kỹ năng lả lướt hả?
À được nè, cái này lá lướt chắc nên học này. Vein miner là mình sẽ đào được một lần nhiều block hơn. Cũng ok, học luôn. Vậy là hiện tại mình học cũng được 3 kỹ năng rồi ha. Một kỹ năng là giải độc, một kỹ năng là lá lướt nè. Rồi một kỹ năng Vein miner nữa. Ủa sao đào không được nhiều ta? Ủa kỳ á. Chết rồi, mình học kỹ năng lỡ mới sao rồi. Sao đào không được nhiều ta? Hay là đào không đúng dụng cụ nên nó không đào được nhiều được? Ừ, cũng có thể lắm. Ui, mà trên vùng hoang mạc này có con gì á? Ui, con này có đánh mình không vậy? À, con này thân thiện. Ồ, được này, không biết có thu phục được không ta? Không thu phục được. Ừ, tưởng đâu thu phục được, mình sẽ thu phục để có gì đi theo và bảo vệ mình ha. Phía xa xa đằng này là một chỗ của mụ Medusa. Vô tình thì mình đã tìm ra chỗ ở của mụ ta rồi. Thôi thì tới công chuyện luôn chứ sao vậy. Vô luôn. Mình đang thiếu thức ăn nữa. Bữa nay mình sẽ thịt Medusa để chúng ta lấy thức ăn ha. Nhưng mà cũng nguy hiểm lắm. Lỡ ngỡ là mình thành thức ăn của mụ ta cũng không chừng nữa. Rồi, mở cánh cổng thành công rồi. Ui, mình nghe tiếng của mụ ta rồi. Ui. Ui, Reaper. Trời. Reaper nhìn vô mặt mụ ta xong hóa đá rồi. Dại dột vậy Reaper. Còn gì nữa đâu Reaper ơi. Mình sẽ trả thù cho Reaper mới được. Nhưng mà mình phải thật là cẩn thận nha. Mình không được nhìn thẳng vô mụ ta đâu. Mình phải đi khom khom như vậy nè. Đó. Mình đánh như vậy thì sẽ không bị mụ ta hóa đá ha. Ồ. Giảm hóa đá. Cờ Reaper nè. Chặt thêm bài chặt nữa. Này thì Medusa nè, dồn góc. Dồn vô góc thôi. Sử đẹp Medusa luôn. Này thì Medusa hả? Chúng ta đã có được đầu của mụ ta rồi. Cái này mình có thể dùng để hóa đá những cái mục tiêu mà mình chọn ha. Cũng khá là hay đó. Coi kìa, dưới cái hang này rất là nhiều quái vật đã bị mụ ta hóa đá rồi. Mà mụ ta thì lại không có gây ra thức ăn á. Nên chắc mình phải tiếp tục cái công cuộc đi săn cá của mình thôi. Lẹ 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 lẹ. Kẻo một hồi mấy con cá mập nó thấy là nó thịt mình đó. Kìa kìa, cá mập đằng kia kìa. Ừ, hay là bây giờ săn cá mập nha. Có liều quá không? Mình sợ mình săn không nổi ấy. Có chút xíu giáp lớn ngớ cạp một cái đi luôn thì nhục mặt nữa. Đó đó đó. Cay quá. Mình không có lại gần mấy con sứa được. Mình lại gần mấy con sứa là mình bị trúng độc à. Nhỏ nhỏ vậy thôi mà giật độc quá trời đâu rồi. Mà đi nãy giờ thì chưa có gặp cái chỗ nào mà thích hợp để chúng ta xây dựng một cái nơi ở hết á. Thiệt tình luôn. Giờ gặp cái đồng bằng là chắc mình sẽ định cư liền á. Chứ ở vùng hoang mạc này thì không ok la lắm. Ê, pha đằng này là xác của một cái con rồng. Hơi bị to luôn. Để mình lút thử coi được bao nhiêu khúc xương rồng. Ồ, được 20 khúc xương rồng. Thơm thiệt. Và xương rồng thì mình có thể chế tạo vũ khí ha. Quá đã luôn. Phía xa xa đó là những con dê à. Đúng không vậy? À, hình như đây là những con dê. Dưới biển thì còn có một cái. Ui, cái này giống như một cái thiên thạch gì nhờ. Ồ, rất là giống một cái thiên thạch luôn. Liệu rằng mình có thể đào ra không? Cứng quá, mấy cái khối này cứng lắm. Ui, cứng lắm. Mình dùng cúp đào không nổi đâu. Wow, gần đây có thiên thạch rơi nữa à. Đi thêm một đoạn thì mình còn gặp một cái giống như là khu nghĩa trang nè. Ê, cơ hội nha. Kiếm thêm chút đồ nha. À, để coi coi. Ok, an toàn, an toàn.
Có. Ui, có vàng. Ui, ê, ê. What? Ui, có ma. À, mình mở rương là sẽ có ma xuất hiện, nó hù mình. Yêu. Mình đập luôn cái rương đi. Mình mở rương ra là có ma hù mình đấy. A few moments later. Tới đất liền rồi. Có vẻ đây là một cái vùng đồng bằng thì phải. Ui, nhưng mà đi buổi tối nguy hiểm quá à. Mình chưa có cái giường ngủ ấy nên bây giờ quái nó đang dí mình quá. Ôi kệ nó, kệ nó. Mình chuồn trước tính sao. Tới đồng bằng rồi, động vật cũng có nhiều hơn rồi nè. Tức thiệt sự. Mình sẽ đi săn bò. Ây da, ây da, ây da. Ây da, con xương bắn đâu vậy? Ui, con xương hết ta. Bắn đâu thế? Tha đi. Lạng lách đánh võng, lạng lách đánh võng. Ui, nó bắn cái giật. Giật hết ba trái tim à. Ê, bà, còn có một ngôi làng nữa. Thời tới rồi. Có làng, có làng. Mình có thể nương tựa ngôi làng sống một thời gian này. Bây giờ nhưng mà mình phải ngủ sớm, kẻo zombie nó tràn vô làng thì mệt lắm. Vô 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 vô, ngủ 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 ngủ. Ôi trời, bác dân làng cho ngủ kém bữa đi với bác dân làng ơi. Cuối cùng cũng có được một giấc ngủ đầu tiên rồi. Ôi, tuyệt vời tuyệt vời. À, zombie ạ. Zombie dám vô làng hả? Còn nào nữa? Bước vô đây. Mình sẽ chiến đấu để bảo vệ ngôi làng á. Và cái nhà này có vẻ là có kệ sách. Hấp dẫn gì ta. Còn có những cái manuscript nữa. Cái này mình có thể dùng được nè. Đây mình sẽ cho vô này hay sao á. Đúng không vậy? À không phải. À phải cho vô đây. Phải cho vô đây nè. Kiểu kiểu như vậy. À, để mình học những kiến thức về rồng á. Còn kệ sách chỗ này thì... Và tiếp trên này á, nó còn một cái rương nữa nè. Không biết là... Nó giấu một cái vảy của nàng tiên cá. Giả mạo. Một cái vảy này có dùng được làm gì không? Một cái thì không có chế được cái gì hết. Ờ, vậy thôi mình thâm lậm luôn. Nhưng mà có nấu thuốc được hay sao cả? À, nấu thuốc thở dưới nước hả? À, vậy thì lụm đi. Rồi. Để coi trong làng còn cái gì xịn xịn khác không nha. Không có rương. Ừ, chắc mình sẽ xin một cái giường của dân làng quá. Xin một cái đi. Để có gì mình... Mình qua đêm, nếu mà không ở trong làng thì mình còn có giường để ngủ ha. Và trong thế giới... Thợ săn kho báu thì có một cái chức năng mình thấy khá là hay luôn. Để bây giờ mình sẽ biểu diễn nha. Chưa chưa chưa, từ từ. Mình vứt một ít cục đá cái đã. Bác dân làng đi đâu? Ui. Bác dân làng vô đây học nghề à. Học nghề hả? Bắt bác luôn. Ở trong đây mình có thể ẩm bác dân làng. Và chúng ta có thể dời dân làng một cách rất là dễ dàng ha. Nhưng mà thôi, bỏ cái nghề này đi. Đừng có học cái nghề này. Để mai mốt mình dạy cho bé dân làng một cái nghề riêng ha. À, coi coi trong làng còn dân làng nào khác hay không. Mình sẽ bắt thật nhiều dân làng để đi theo cùng mình ha. Áo này không mặc nè, mình sẽ vứt ra để bắt dân làng. Được hai bé dân làng rồi. Còn bé dân làng nào nữa không? Ồ, bé dân làng này á, làm gì vậy? Đi chơi bé dân làng ơi. Đi chơi thôi. Dẫn bác dân làng đi chơi nào. Mình đã bắt được ba bác dân làng rồi. Trong đây còn có bác học cái nghề gì mà lạ vậy? Cái như là kỹ sư xây dựng hả? Thôi xây dựng chi cho mệt. Bỏ cái nghề này đi. Đi theo cháu, cháu dẫn cho đi chơi nha. Rồi, mình đã bắt được bốn dân làng rồi. Ok, tạm thời thì mình sẽ bắt trước bốn bác dân làng đi theo mình ha. À, sách thì mình cần thêm không ta? Ừ, chắc mình ghé vô trong đây mình lấy thêm một ít sách nữa đi. Mình sợ nhiêu đây sách không đủ ấy. Và khá là hay ha, là ở đây chúng ta có thể gặp được những cái biển giống như vậy nè. Nó sẽ chỉ cho mình. Ui da. Cái gì? Con heo rừng. Ui du.
Ui heo gừng hung dữ vậy. Đang review mà. Ở đây có những cái bảng á, nó sẽ chỉ mình tới những ngôi làng gần đây ha. Chẳng hạn như ngôi làng mình vừa đi là cách đây 300 ô nè. Và gần đây lại có thêm một ngôi làng nữa hả? 200 block nữa. Ô thiệt thiệt thiệt, gần đây lại có thêm một ngôi làng nữa kìa. Hay nha. Vậy là chúng ta lại có thêm đồ rồi. Lần này thì là một cái ngôi làng ở vùng hoang mạc ha, nên cái kiến trúc xây dựng nó cũng khác so với ngôi làng hồi nãy một tí. Ui cái nhà kìa, nhìn lạ chưa. Ui cái nhà này hợp lý này. Ồ nhiều khi mình sống trong cái làng này cũng được ấy chứ. Ok chắc tạm thời mình lấy cái nhà này làm nhà của mình luôn đi. Cho nó nhanh á, có cái rương bự nè, sẵn tiện mình cất đồ các thứ vô cho nó dễ. Ui vợn, gần chỗ mình nó cũng có cái hồ nhúng nhám nè. À bây giờ mình sẽ thử tự tay xây một cái cổng địa ngục ha. Rồi giờ thì bắt đầu xây thôi. Đó mình đã được 1, 2, 3 cọc rồi. 4, 5, 6, 7. Ui tính ra cách này mình sẽ đỡ phải làm cái cây cúp kim cương này, cũng khá là tiện ha. Tận dụng cái hồ nhung nham kế nhà luôn. À xong chưa nhờ? À còn thiếu 2 ô. 1, 2, 3. Rồi ở đây và thêm một xô ở đây. Rồi xong phim. Mình đã có được một cái cánh cổng địa ngục rồi ha. Bây giờ thì mình cần phải có thêm đá lửa. Để mình đi tìm đá lửa cái đã. Không biết gần đây có cục sỏi nào không. Không có sỏi là xu luôn á. À đây 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 có sỏi nè. Tính ra mình cũng hên quá chứ. Ôi da, ơi, kìa. Ui ui ui. Ủa sao mấy con này đánh mình? Ồ, những cái con này vào buổi tối nó sẽ đi săn mình nha. Ban ngày thì nó rất là hiền nhưng mà ban đêm là nó đi săn mình. Oh my god. Chút xíu nữa là thành bữa tối của mấy con đó rồi. Bây giờ thì kích hoạt cánh cổng địa ngục này lên và chúng ta sẽ qua địa ngục chơi một chuyến ha. Đi. Let's go. Ngày đầu tiên bước qua cổng địa ngục, hy vọng chúng ta sẽ xuất hiện ở một nơi đẹp đẹp một xíu. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Chỗ này không đẹp lắm đâu. Ngay chỗ các linh hồn nữa chứ. Giờ đi đâu mình. Ui đó 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 đó. Thôi tha đi mà. Con xương này. Tha đi. Nó dí thì nó bắn mình à. Ấy da, chạy 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 chạy. Chạy lé chạy lé. Đó. Giai đoạn đầu con nào nó cũng ăn hiếp mình vậy đó. Trước mặt của mình là một cái pháo đài địa ngục. Oh, nhân phẩm nhân phẩm. Vậy cũng được đi. Tuy cái chỗ xuất hiện hơi xấu nhưng mà gần đây có pháo đài địa ngục thì cũng đỡ một xíu rồi. Ui ma. Ê hú hồn. Ui ôi. Hên là mình nghe được á, không tôi là nó đánh sau lưng là lọt xuống nhung nham mệt mỏi nữa. Ui sao mình nghe tiếng zombie Batman ta. Ui tiếng xương đen nữa. Ui trong này có xương đen này. Ê hey, hello. Bình tĩnh anh ơi. Chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh đi. Ồ mình có xương đen rồi. Hợp lý, với khúc xương này thì chúng ta có thể chế tạo vũ khí á nha. Từ cái số lượng xương rồng mà hồi nãy mình có được đấy. Đằng kia là chỗ của con quỷ lửa thì tạm thời mình không dám đụng vô đâu. Mình hơi rén một xíu ha. Né né đi. Giờ thì chắc chúng ta sẽ đi tìm mấy cái căn phòng chứa rương ấy. Lút đồ trong đó thì sẽ an toàn hơn ha. Ui mình trúng độc rồi. Giải độc. Đó. Mình học được cái skill giải độc. Tính ra cũng hữu dụng ghê luôn ấy. Hợp lý. Trời. Chú bơm. Hết cho yên với giáp ngựa rồi bây giờ cho cá bơm nữa.
Chưa bao giờ mà mình thấy một cái pháo đài địa ngục mà nó nhiều xương đen hơn cả Zombie Batman luôn á. Nãy giờ đi mà cứ thấp thỏm lo âu thôi. Ui ui, còn có quỷ lửa nữa. Oh my god. Rồi, tiếp tục là giáp ngựa rồi các thứ nè. Toàn là giáp ngựa thôi. Ok. Và kế bên cái pháo đài địa ngục còn có một cái tàn tích cổng địa ngục nữa. Ở đây nó có một khối vàng nè. Mình thấy cái là mình chạy giết giết lại mình lụm liền. Đâu có bỏ được. Rồi, và có cả một cái rương nữa. Cho mình một cây cuốc sửa chữa. Hết à. Và đi tìm mãi thì cuối cùng mình cũng đã gặp được rồi. Trước mặt mình đang là một thanh niên Enderman ha. Nhưng mà để mình xử mấy cái con này trước rồi đó. Ở dưới địa ngục nhiều ma quá, cứ bị làm phiền thôi. Và chúng ta sẽ xử thanh niên Enderman này để kiếm ít đồ ha. Rồi, lại đây cưng. Lại đây. Ui da, ai da, trời trời trời. Ui da, ui 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 ui. Ui. Ui, chút xíu nữa. Chút xíu nữa là đi bụi rồi. Mình đã có được một cái ngọc Ender đầu tiên rồi ha. Ui, nhưng mà tìm ngọc Ender theo cách này cũng hơi nguy hiểm nha. Đây, một thanh niên Enderman nữa đã xuất hiện gần đây á. Lần này thì mình sẽ thiết kế là cái chỗ farm Enderman ha. Rồi, về đi cho chắc. Ui da. Cẩn thận, cẩn thận. Ui da. Giận đánh trúng bên kia. Ui dồi. Không ổn, không ổn. Mình gần hết thức ăn rồi. Chỉ còn cách này thôi. Ây da. Mình đỡ đánh trúng goblin luôn rồi. Xin lỗi nha, nãy tôi lỡ đánh trúng rồi. Ở đây có một thanh niên goblin đổi cho mình. Mình có thể đổi Netherrack để lấy ngọc lục bảo. Ôi, xịn vậy. Vậy để mình đi đào Netherrack, mình cày tiền mới được. nhưng mà mình gần hư cúp rồi, mình đào hồi là mình nghỉ về luôn á. Vậy không được rồi. Để bữa nào mình trở lại địa ngục, mình sẽ kém tìm anh này để mình đổi đồ tiếp á. Hết thức ăn rồi, giờ chỉ có nước đi về thôi. Ở đây một hồi mà nhỡ bị quái vật nó chặn đầu, nó úp sọt thì không có hồi phục được ấy, là lại nguy hiểm nữa. Chuyến đi này tuy chúng ta không có loot được quá nhiều đồ ở trong pháo đài địa ngục, nhưng mà được cái là mình farm khá là nhiều ngọc Ender ha. Cũng ok là phết đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ về nhà để nấu thêm thức ăn. Còn không thì dân làng có mấy cái kiện rơm á. Ủa, có không ta? Ồ, hình như cái làng này không có kiện rơm luôn à. Ồ, cái làng này không có kiện rơm nào luôn. À đây, đây, có. Mình sẽ lấy kiện rơm để chúng ta chế ra những ổ bánh mì và ăn đỡ đói cũng được ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên của thế giới thợ săn kho báu. Hy vọng là chúng ta sẽ nhanh chóng chế tạo được những cái cánh cổng kho báu đầu tiên ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.